Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Ba, 24 tháng 5 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là bản tin đặc biệt với Thiên Nga. Và sau cùng là chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày của SBTN Washington DC. Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama tống khứ vết tích chiến tranh Việt Nam bằng quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Hà Nội. Háo hức để xua đuổi các bóng ma của cuộc chiến Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ trong việc bán vũ khí cho cựu thù Cộng sản Việt Nam hôm thứ Hai để tăng cường mối quan hệ giữa hai nước tin tưởng hơn và thịnh vượng trong tương lai. Các nhà hoạt động cho biết Tổng thống đi quá nhanh, quá vội vã, xóa bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Hà Nội, trong khi họ đã che đậy những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhằm mục đích để thiết lập mối quan hệ ấm áp hơn. Sau khi trải qua ngày đầu tiên tại Việt Nam, Tổng thống Obama đã chạy như con thoi để tham dự các cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Obama sẽ dành 2 ngày tiếp theo để nói trực tiếp với nhân dân Việt Nam và gặp gỡ các nhóm xã hội nhân sự và các doanh nhân trẻ. Nhiều cựu quân nhân Hoa Kỳ ủng hộ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Theo cách nhìn của cựu quân nhân Terry Nealinti, Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam có ý nghĩa vì sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và Cộng sản Việt Nam đang phải đối diện với vấn đề này. Trong khi đó, cựu quân nhân Ned Foote cho biết Hoa Kỳ đã từ lâu đã tha thứ cho Đức và Nhật Bản, hai nước đã tạo ra đề nghị thế chiến. Vì vậy, không có lý do để không làm điều tương tự với Việt Nam. Ông nói, chúng tôi đang thực sự hoạt động như một đồng đội trong một nghĩa nào đó. Ông Nissen ở Saratoga Springs, New York, người đã phục vụ trong binh chủng bộ binh, đã tham chiến tại Việt Nam hai lần trong các năm 1967 và năm 1968. Họ đang tham gia với nhau để cung cấp cho một chương trình của sức mạnh. Hiện nay, ông là chủ tịch của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại New York, và đã từng giúp trong công tác tìm kiếm các hài cốt của quân nhân Mỹ đã tử trận tại chiến trường Việt Nam.